Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là một cái con LG V60. Thì con này là bản T-Mobile các bác nhé. Và số đuôi số IMEI đây. Thì độ mới nói nó tầm khoảng 99%. Còn rất đẹp các bác nhé. Còn L1 thì cái áp suất này thì em cũng chưa biết là có hay không, tại vì cái lắp lưng này em chưa có lắp lại. Thì nếu như mà lắp lại còn áp suất định thì em sẽ ghi ở đây, và em cũng sẽ ghi cái giá tiền ở sau đây. Thì phải chờ xem là còn áp suất hay không các bác nhé. Đấy, thì con này tạm thời em bỏ cái lắp lưng này nha các bác nhá. Thì cái lắp lưng này nó là mới tinh, không có vết xước nào cả, và cả cụm camera cũng thế, chưa hề có vết xước nào các bác nhá. Đây là lắp lưng zin các bác nhá, nên các bác không phải lo về cái lắp lưng này. Rồi, ok, thì đây em sẽ cho các bác xem luôn về cái ngoại hình các bác nhé, để các bác dễ bề lựa chọn. Thì về cái chức năng thì các bác yên tâm nhé, tí nữa em sẽ test sau, nhưng bảo đảm cho các bác là chức năng nó ok hết các bác nhé. Đây, cái quan trọng là cái ngoại hình này. Thì đây các bác, đây là cái cạnh cạnh dưới đây các bác. Cái cạnh dưới này thì như em quan sát trực tiếp ở đây thì là ở cái cổng sạc ấy, nó có hơi hơi xước một chút thôi nha các bác nhé, hơi hơi xước một chút thôi. Đấy, nó rất là ít luôn ấy. Đó, nó xước rất là bé luôn ấy. Đấy, chỉ xước ở chỗ cổng sạc thôi các bác nhé. Đó, rồi ok. Còn đây là cái cạnh trái này, cạnh trái này như các bác thấy này, nó gần như là không xước tí nào luôn các bác. Đó, chỗ này nó có một cái vết trắng trắng ở đây, nhưng mà nhìn mắt thường thì em gần như không thấy nha các bác nhá, nhưng nhìn ở camera lại thấy không được cái gì. Mắt thường nó khó nhìn lắm các bạn, mắt thường nó gần như là chỉ một chấm đầu kim thôi. Đó, hay một chấm rất là nhẹ đây thôi. Ok, đó, chỗ này cũng thế này, chỗ này có một cũng có một cái phẩy rất là nhẹ ở chỗ này thôi. Thực sự là ở ngoài thực tế em nhìn nó khó lắm các bạn. Đấy, nhìn ở camera thì thấy đó, không hiểu kiểu gì mọi khi thì nhìn camera không thấy. Rồi, ok. Còn đây là cái cạnh trên này, cạnh trên này thì gần như là không có vết xước nào cả các bác nhé, không có vết xước nào cả đâu. Đấy, cũng có một hai cái vết chấm rất là bé luôn. Đây các bác nhìn thấy này, chấm chấm nhỏ nhỏ này này. Đấy, đấy, rất là bé luôn. Nói chung là cái này thì thực sự là em thấy mình cũng khó tính quá, mình soi vết rất là bé như vậy. Nhưng thôi kệ đó, em nhìn thấy thì em cứ cứ nói thôi. Còn đây là cạnh phải này, đó, cạnh phải rất là đẹp luôn, gần như không có vết xước nào cả. Đây như có một chấm nhỏ, cái này thì không đáng kể các bác nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Ok, còn cái viền CNC này thì cũng còn rất là đẹp các bác nhé. Cái viền CNC này này, đây thì em soi lại cái viền CNC này. Cái viền CNC còn rất đẹp, gần như không có xước gì cả các bác nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, đây có một cái xước bé bé ở bên CNC này. Đó, xước xíu thôi. Ok, đây đây này. Đấy, rất là đẹp luôn. Nói chung con này thì nếu mà thực sự là để mà soi cái độ đẹp thì mấy cái vết vết mà em vừa soi cho các bác ấy, nó cực kỳ là bé luôn đấy. Các bác mà thực sự là quá khó tính thì mới mới soi xét đến những cái đấy thôi, chứ còn anh em cầm cái máy về là chắc chắn nó sẽ là đẹp, điều đảm bảo cho các bác. Đó, lượng nào nhắn tin thôi kệ. Đây, còn cái màn hình này rất đẹp các bác nhé, màn hình như cái màn hình này là em thấy gần như không có vết xước các bạn. Đây, coi nhìn này, màn hình zin các bác nhá, zin gần như không có vết xước nào cả. Đấy, các bác thấy không, gần như là chắc chắn thì cũng sẽ có một vài vết xước dăm rất là bé, nhưng mà em thấy như đây là màn hình như này là gần như là mới tinh rồi, không có vết xước gì cả, và là màn hình zin các bác nhá, chưa hề ám ố. Đấy. À, cũng nói luôn, từ nãy em chưa có nói cái máy này lúc đầu ấy, nó là máy màu xanh các bác nhá, tại vì cái khung viền của nó là khung viền màu vàng, thì lẽ ra ấy, là cái nắp lưng nó phải là màu xanh, nhưng mà do cái lắp lưng màu xanh ở kia kìa nó xấu quá rồi, nó xấu quá thì em thôi em thay nó bằng một cái lắp lưng màu trắng cho nó đẹp, đẹp mới tinh, cho nó phù hợp với cái máy này, tại vì máy này rất là đẹp đấy. Cho nên là anh em nào mà mua máy này thì chú ý nhé, đây không phải là lắp lưng theo máy mà lắp lưng em thay thôi đấy. Và cái viền này viền màu vàng nhá, nếu như mà máy xịn, máy 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 ngon nhất ấy,
thì cái lắp lưng màu xanh, màu trắng này, màu trắng nhé, thì nó phải đi với cái viền màu trắng đấy, cho nên là các bác chú ý nhé. Ok, thì đấy về cái màn hình thì các bác khỏi lo đấy các bác nhé, quá đẹp luôn, màn hình quá đẹp luôn. Thì em cũng sẽ test qua chức năng cho các bác xem nhé. Đây, trước tiên là con này còn là một đấy các bác đó. Tại vì các bạn thực sự cái L1 cũng không quá quan trọng, nhưng mà để kiếm được một con L1 thì gần đây em thấy là rất là khó, toàn thấy L3 thôi. Rồi, camera này, camera thì khỏi nói rồi, các bạn yên tâm không hề có vấn đề gì cả. Đây, nét tất cả các camera đều nét hết các bạn nhé. Ok, wifi này, đấy, tắt wifi đi này. Đấy, nghe gọi phát nha. Em đã dùng cái sim Viettel ấy các bác. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn dịch vụ Happy Zone của Viettel. Để nạp Tiệm tiền, cận này. vui lòng bấm phím 1. Để kiểm tra tài khoản, Đây, các bác bấm thấy phím 2. Ba, để báo mất máy. Đấy, nó chuyển về 4G rất là nhanh các bạn nhé. Đấy, máy T-Mobile nó vẫn xịn ở đấy, chỗ đấy các bạn. Rồi, vào trong xem có cái gì nữa không nào. Đây, vân tay bình thường này. Vân tay bình thường này. Đây, xem nó đang chạy Android mấy. Thì đây, nó đang chạy Android 13 rồi các bạn nhé. Số email đây. Thì hiện tại con này vẫn là một sim các bạn nhé. Và em cũng không hề muốn up lên hai sim. Thực sự là các bạn, cái bản ROM hai sim nó vẫn chưa thể hoàn hảo. Và em thấy là nó vẫn có thể sẽ gây ra một số cái lỗi nhỏ, cho nên là thực sự bác nào cần hai sim ấy thì mới áp thôi, chứ còn em vẫn khuyên các bác là nên để một sim, nó vẫn là ổn định nhất các bạn. Ok, xem có gì ngoài này nữa không. À, thế đây cắm luôn cái tai nghe các bạn, tại vì cái tai nghe nhiều khi nó cũng lỗi, cho nên là phải cắm tai nghe để test cho các bác xem. Quảng cáo nhiều quá. Ok đấy, tai nghe bình thường các bác nhé, đang chạy bình thường này. Ok luôn. LG nó chỉ mở lên được 75% thôi các bác nhé. Đấy. Ok, tai nghe bình thường. Ok, ngoài này thì chắc chẳng còn gì nữa, em sẽ vào trong test luôn các bác nhé. Đấy. Ánh sáng tiệm cận bình thường, các phím bấm này bình thường hết các bác nhé. Chuông này, rung này, rung rất mạnh các bạn. Xoay ngang xoay dọc này, bốn cái mic này, mic dưới ok này, mic trên ok này, mic không ok này, bốn cái mic thì bình thường hết các bác nhé. Đây là cảm ứng này, cứ phải test lại cho các bác yên tâm. Thật sự là tìm được một con máy đẹp như này mà zin như này thì em thấy nó đang là hơi khó đấy các bạn. Đó. Ok, cảm ứng bình thường. Thì cái áp suất này thì là em chưa biết là có hay không, tại vì tí nữa em lắp cái này vào thì em mới biết được. Cho nên là cái này thì các bác xem ở cái tiêu đề các bác nhé. Nếu mà còn áp suất thì em sẽ bảo là còn. Ok, và quan trọng nhất là mấy cái đây màn hình này. Đây các bác. Thì các bác yên tâm nhé, màn hình con này chưa hề có lưu ảnh gì cả các bác nhé. Và thậm chí con này nó rất là đều màu luôn đấy. Thì tại vì thường thường khi mà test màn hình ấy, em sẽ bảo với các bác là những cái con V60 ấy, nó đa số là sẽ bị hai cái viền này nó sẽ hơi ám vàng hoặc hơi ám ẩn một chút nhé. Đấy, nhưng mà con này thì em thấy là nét luôn, không có ám hồng ở chỗ nào hết, không có chỗ nào bị ám cả các bác ạ. Không có chỗ nào bị hơi hơi ám ám ấy. Đấy, cho nên bác nào mà mua con này được, mua con này thì quá ngon luôn, nó không hề có hiện tượng ám màu chỗ nào cả đó. Ok, còn đây là cái test cái cổng C luôn nhá. Đây thì đây đây là cái cổng mà em chuyên để test cái chân sạc của con V60. Thì cái dây này là cái dây A2C và 18W, con này mà nhận sạc nhanh thì các bác yên tâm nhé, cái cổng 25W thì chắc chắn sẽ nhận. Đây, sạc nhanh bình thường các bác nhé. Đấy. Đổi chiều sạc nhanh bình thường các bác nhé. Thì cũng nói luôn cho các bác là cái máy này em tháo ra rồi, thì tí nữa em sẽ bây giờ chứ bây giờ em tháo luôn cho các bác nhé, thì để cho các bác biết được cái linh kiện bên trong nó như thế nào các bác nhé.
Ok, em sẽ tắt nguồn, tháo luôn. Đấy, anh em nào xem đến đây rồi cũng ok rồi, các bác yên tâm. Ông nào dám tháo máy ra thì chắc chắn là ông đấy cũng chẳng dám để cái máy mình là linh kiện lởm cả. Đấy, cho nên các bác mà mua V60 mà ông nào mà cho tháo máy ấy, thì là có thể 99% là máy máy xịn, thật sự như vậy. Ok rồi. Đây thì em sẽ thực ra là con này em tháo rồi, nhưng mà em vẫn sẽ tháo lại để cho các bác biết được là con máy đang như thế nào. Tại vì em bán máy thường thường em tháo, chỉ trừ những con nào còn áp ấy, thì là em không tháo thôi, chứ còn đã mất áp thì thường thường em tháo. Ok các bác. Đây, cái cụm NFC ngọn đất mới. À quên, lúc nãy em hay quên test cái sạc không dây ấy. Nhưng mà các bác yên tâm nhé, cái sạc không dây em cũng test rồi, nó ok bình thường các bác nhé. Cái đấy em hay quên quá. Ok luôn. Đây các bác. Thì đây là cái mền của nó đây các bác. Các bác yên tâm nhá, mền con này rất đẹp luôn. Đấy, mền con này rất đẹp luôn các bác, chưa hề có sửa chữa gì cả. Đấy, cho các bác yên tâm nhá. Rất đẹp luôn. Đấy, và ngay cả cái cụm camera này, đây các bác không biết các bác có nhìn được cái mà các bác hay gọi là phấn cam gì không thì em không biết, nhưng mà đây em soi soi kỹ cho các bác xem, để các bác xem được xem là nó còn phấn cam hay không. Thực ra phấn cam em không biết nó là cái gì đâu. Đó, thì em chỉ thấy là nó còn rất đẹp và không hề có bụi. Đó. Ok. Tiếp theo là cái phần cái cục pin này nhé các bác, cái cục pin này là cục pin zin nhé, và em thấy nó còn rất là đẹp luôn, và còn rất là mới, nó rất là cứng luôn, cho em cũng không tháo ra, em chỉ tháo cục dưới này ra thôi. Đây, cái cục dưới này đây các bác cũng thấy này, còn rất là đẹp đó. Và đây em sẽ tháo cái vân tay ra cho các bác biết được là cái cụm chân sạc nó đang như thế nào. Đây các bác, thì hoàn toàn nếu mà các bác nào mà có kinh nghiệm ấy thì thực sự là các bác nếu mà chưa dùng cái máy V60 thì các bác có thể có không có kinh nghiệm, nhưng mà đây đây là cái chân sạc mà nó là chân sạc zin các bác nhé, chân sạc zin đét các bác nhé. Đây này, trong này nó còn đổ lớp keo màu xanh xanh của nhà sản xuất này. Đây là chân sạc zin đét từ nhà sản xuất luôn và không hề bị thay thế nhé, và nó vẫn còn ngon. Đấy, cho nên là các bác yên tâm, cụm sạc sạc này còn ngon. Về nhà thì các bác dùng thì các bác cứ cắm cắm sạc nhẹ nhàng, và trong lúc sạc thì các bác hạn chế dùng, là nó em khá dám khẳng định nó là bền cả đời luôn ấy. Tại vì em đã dùng con này cũng gần một năm rồi, cho nên là em dùng em hay chỉ sạc qua đêm ấy, em sạc là em cũng chả có động chạm vào cái máy làm cái gì, cho nên là cái cục sạc em đến gần một năm em dùng mà nó vẫn không hề bị vấn đề gì các bác nhé. Và em bán cho một bác ở ngoài Hà Nội thì các bác ấy dùng đến giờ cũng không bị sao cả. Đấy. Thì tại vì khi mà em bán thì em cũng có dặn bác ấy là dùng cái sạc nhẹ nhàng là được. Đấy, thì cục pin này đây, cục pin này còn rất mới các bác nhé, cục pin này còn rất mới, các bác yên tâm nhé. Cái cục pin này em đã test thời gian chờ nó rồi, còn rất là ngon luôn. Vừa nãy các bác xem clip thấy nó còn 6-7-8% mà em để còn cả tuần rồi đấy. Cho nên các bác cứ yên tâm, cục pin này còn rất là ngon, rất là cứng cáp luôn. Đấy. Đấy, cho các bác yên tâm. Rồi, ok. À quên, còn miếng đồng tản nhiệt này các bác, còn miếng đồng tản nhiệt nhé. Nhiều máy là anh em dựng là mất cái băng tổng nhiệt này thì máy các bác dễ chết mê lắm các bác nhé. Rồi ok, thì anh em nào mà thích một con máy nó kiểu nó đây gọi là tiệm cận hoàn hảo rồi thì anh em liên lạc em ở số góc màn hình các bác nhé. Đương nhiên thì cái giá nó sẽ cao, anh em nào mà nhắm chơi được thì chơi nhé, còn cái giá cả thì em cũng miễn bản, anh em nào thích thì chơi thôi. Ok, chào các bác nhé.